Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Randall Gibbons đã làm nhiều công việc. Ông là một thợ sửa xe máy và xe dã ngoại, đại lý bất động sản, chăm sóc người già và nhân viên bán sách. Một trong những công việc đem lại thu nhập nhiều nhất của ông là trả lời các câu hỏi của người lạ trên Internet. Năm 2009, Gibbons, khi đó là một thợ sửa chữa RV, đã đăng ký làm chuyên gia RV trên Just Answer. Just Answer là một nền tảng ảo nơi người dùng có thể gửi câu hỏi cho các chuyên gia trong các lĩnh vực như sửa chữa cơ khí, luật quốc tế và tài chính. Lúc đầu, Gibbons chỉ đăng các câu trả lời trong giờ nghỉ trưa. Bây giờ đây là công việc toàn thời gian của ông. Gibbons đã kiếm được hơn 115.000 USD vào năm ngoái. Số tiền ông kiếm được nhiều nhất là khoảng gần 25.000 USD vào tháng 7 năm 2021. Nếu có ai nói tôi nên tìm cách để kiếm được một số tiền như vậy trước đây, tôi sẽ nói, bạn thật dở hơi, ông Gibbons, 76 tuổi, chia sẻ. Gibbons trả lời khoảng 300 câu hỏi mỗi tuần về sửa chữa và vận hành RV. Ông được trả 20 USD cho mỗi câu hỏi, nhưng công việc này không đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Gibbons có 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí để có thể trả lời các câu hỏi của bạn đọc, và thu nhập của ông chứng tỏ chuyên môn của Gibbons. Just Answer có một hệ thống phân cấp cho các chuyên gia của mình, với hầu hết bắt đầu từ 5 USD cho mỗi câu hỏi. Công việc tay trái cũng chiếm rất nhiều thời gian của Gibbons. Gibbons làm việc tại nhà ở Waikiki, California và thức dậy lúc 4:30 để trả lời câu hỏi cho những người sống ở múi giờ khác. Với 10 phút cho mỗi câu hỏi, ông ước tính mình dành khoảng 50 giờ mỗi tuần cho nền tảng. Ưu điểm là bạn không bắt buộc phải làm việc theo giờ hoặc trả lời một số lượng câu hỏi nhất định, Gibbons nói. Nhưng nếu bạn chỉ làm việc này vào giờ ăn trưa, bạn sẽ không kiếm được nhiều hơn 5 USD cho mỗi câu hỏi. Dưới đây là cách Gibbons biến công việc tay trái, trả lời các thắc mắc trên mạng, thành một công việc có thu nhập 6 chữ số. Gibbons chia sẻ, bản thân không bao giờ để đầu óc ngơi nghỉ. Tuy nhiên, ông cũng đã mất nhiều năm và gặp phải nhiều thất bại để có một công việc ổn định. Ông bắt đầu làm việc với xe máy từ năm 14 tuổi và kiếm được một khoản tiền nhỏ với công việc duy nhất này cho đến năm 27 tuổi khi một người bạn chung đề nghị ông thử làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Ông đã dần thực hiện các giao dịch bất động sản từ nhỏ đến hàng triệu USD trong 4 năm. Sau đó, một khoản đầu tư thất bại vào một quán bar đã khiến Gibbons mất khoảng 500.000 USD và ngôi nhà ông và vợ xây dựng. Bắt đầu từ năm 1985, ông sống trong cảnh vô gia cư trong vài năm, thường ngủ trên ghế dài ở nhà bạn bè. Ông đã làm nhiều việc lặt vặt và cuối cùng làm công việc chăm sóc người cao tuổi để dần tích góp tiền tiết kiệm. Năm 1993, Gibbons nhìn thấy một quảng cáo trên tờ báo địa phương Waikiki cho một thợ sửa chữa RV. Ông đã nhận được công việc và cho biết kinh nghiệm về xe máy đã giúp ích cho ông. Tuy nhiên, Gibbons đã phải học rất nhiều về sửa chữa điều hòa không khí, điện lạnh và thủy lực. Đến năm 2009, ông đã làm một chuyên gia RV tại nơi sinh sống. Tuy nhiên, ông phát hiện cách thức kiếm tiền này khi một khách hàng mang chiếc Buick Riviera 4 cửa đến sửa chữa. Một trong những đồng nghiệp của Gibbons đã nhắc đến Just Answer nói rằng, anh ấy vừa phải trả 35 USD để gửi câu hỏi về một chiếc Chevy và nhận được câu trả lời rằng sẽ sửa được chiếc xe trong 15 phút, Gibbons nói. Gibbons đã thử trả lời và kết quả rất tốt. Sau đó, ông nhận ra trang web có một phần dành riêng cho các chuyên gia RV. Tôi nghĩ nếu tôi có thể làm việc này vào giờ ăn trưa và có thể sau bữa tối, tôi sẽ kiếm được 500 USD mỗi tháng, ông nói. Bây giờ tôi đã làm được điều đó. Gibbons làm việc liên tục tại cửa hàng RV trong nhiều thập kỷ, cuối cùng trở thành chủ sở hữu của nó vào năm 2012. Ông bán cửa hàng vào tháng 4 năm 2020. Với số tiền gần 80.000 USD kiếm được từ việc bán hàng và trả lời 10.000 câu hỏi mỗi năm, ông và vợ đã mở một hiệu sách địa phương vào tháng 12 năm 2020. Ông cho biết cửa hàng sách gần như có lãi. Mặc dù ông làm việc 50 giờ mỗi tuần, nhưng lịch trình công việc linh hoạt cho phép Gibbons có thể dành thời gian còn lại của mình để giúp những người Mỹ bản địa di cư sửa chữa các chiếc xe RV của họ. Trong nhiều năm, Gibbons cho biết
Just Answer, nền tảng cho phép khách hàng có thể trả tiền cho từng câu trả lời hoặc chi 125 USD mỗi tháng để truy cập không giới hạn, đã trở nên dễ sử dụng hơn. Theo ông, nền tảng đã thân thiện với người dùng hơn so với trước đây và nhóm dịch vụ khách hàng đều nhanh chóng sửa lỗi trang web. Theo Gibbons, phần lớn các chuyên gia trả lời trên Just Answer không đạt được thành công như ông trên nền tảng này. Các chuyên gia trung bình kiếm được từ 2.000 đến 7.000 USD mỗi tháng theo trang web của công ty. Tuy nhiên, ông nói, nền tảng này cung cấp cơ hội tốt cho bất kỳ ai đã nghỉ hưu. Ông cho biết mình đã kiếm được 100.000 USD và sẽ tính vào năm 2022. Ông nói, công việc này rất phù hợp cho những người có kỹ năng hoặc kiến thức cụ thể và muốn có được nguồn thu nhập tốt. Bạn không phải làm việc cả ngày, trả lời mọi câu hỏi và mọi thứ đều hoàn toàn tự nguyện. Trong nhiều năm qua, đã có rất nhiều đề xuất được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề về chất lượng không khí của thành phố Bắc Kinh. Từ tháp hút bụi, start-up xe đạp cho tới cấm một loạt dụng cụ nướng thịt ngoài trời, BBQ trong nội thành. Tuy nhiên, ý tưởng tiếp theo để giảm ô nhiễm không khí nghe thú vị và bớt nhàm chán hơn nhiều. Mới đây, một người đàn ông họ Đỗ khiến cả Internet ở Trung Quốc phát sốt vì kiên nhẫn xin cấp bằng sáng chế cho kế hoạch phiến trừ mai, tạm dịch, phẩy quạt để xua đi sự âm u. Kế hoạch này diễn ra như sau. Đỗ đề xuất rằng có thể huy động dân số đông đảo của Bắc Kinh rồi cho mỗi người cầm một cái quạt ba tiêu lớn, sau đó hướng dẫn họ phẩy quạt theo đúng hướng để thổi không khí ô nhiễm ra khỏi thủ đô của Trung Quốc. Đa số người dùng Internet ở Trung Quốc cho rằng anh chàng họ Đỗ này bị tâm thần, số khác lại tỏ ra ủng hộ vì chưa thử làm sao biết. Trong đề xuất của mình, Đỗ cho biết 15 triệu người cùng hợp lực quạt theo một hướng trong vòng 1 giờ có thể thổi được 1,08 nghìn tỷ mét khối không khí ô nhiễm đi xa 68 km. Do đó, bầu không khí của Bắc Kinh sẽ trở nên tươi mới và hết ô nhiễm. Đỗ tuyên bố rằng phương án này có chi phí thấp nhưng rất hiệu quả, còn lưu ý rằng phẩy quạt sẽ không tạo ra không khí ô nhiễm thứ cấp vì chỉ đổ mồ hôi mà thôi. Anh chàng này cho biết thêm, chính phủ có thể sử dụng truyền thanh, truyền hình và tin nhắn để huy động người dân đi quạt khi cần. Họ có thể đến những điểm tập kết được chỉ định, nhận quạt từ các cơ quan chức năng. Thậm chí, Đỗ còn đưa ra nhiều thiết kế quạt ba tiêu khác nhau, già trẻ lớn bé, mạnh yếu đều cầm được hết. Theo Shanghai, Đỗ đã xin cấp bằng sáng chế từ tháng 3 năm nay, nhưng nhanh chóng bị loại vì ý tưởng có phần điên rồ. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc, từ đó đến nay, họ Đỗ vẫn kiên trì chờ đợi dù kế hoạch của anh ta có bị bỏ ngỏ. Dưới đây là một số bình luận của người dùng Internet ở Trung Quốc về việc này. 15 triệu người tập trung rồi cùng nhau hít một hơi thật sâu, như thế chẳng dễ hơn nhiều sao. Người ở Bắc Kinh quạt không khí ô nhiễm sang Hà Bắc và ngược lại, người dân hai thành phố này đánh nhau thì làm thế nào? Kế hoạch của tôi tiết kiệm hơn, chỉ cần 14,99 triệu người thôi.